Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập của bài sách bài tập toán lớp 7 sách cánh diều. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 1, chương 3 sách cánh diều. Chương 3 mình sẽ học về hình học trực quan. Bài số 1 mình sẽ học về hình học chữ nhật và hình lập phương. Giờ trước hết mình sẽ ôn lại những kiến thức cần nhớ. Trước hết mình sẽ ôn lại phần hình hợp chữ nhật. Ở hình số 1 ta có là đây là một cái hình hợp chữ nhật. Hình hợp chữ nhật này chính là ABCD, A phải B phải C phải D phải. Mình thấy là có đáy dưới là ABCD, đáy trên sẽ là A phải B phải C phải D phải. Tiếp theo mình sẽ có các mặt bên. Các mặt bên có nghĩa là bốn mặt xung quanh, đúng này. Là A phải B phải B, B B phải C phải C, C C phải D phải D và A phải D phải D. Tiếp theo mình có các cạnh đáy. Các cạnh đáy là các cạnh của mặt đáy phía trên và phía dưới. Các cạnh đáy phía dưới là AB, BC, CD và AD. Các cạnh đáy phía trên sẽ có A phải B phải, B phải C phải, C phải D phải và A phải D phải. Các cạnh bên chính là những cạnh đứng, người ta gọi là cạnh bên. Thì mình sẽ có A phải, B B phải, C C phải và D D phải. Mình sẽ có tất cả là 8 định là A, B, C, D, A phải, B phải, C phải, D phải. Các đường chéo thì đường chéo xuất phát từ A phải đến C chính là A phải C. Tiếp theo xuất phát từ B phải, B phải D. Tiếp theo là xuất phát từ C phải chính là C phải A. Và xuất phát từ D phải chính là D phải B. Như vậy là các em nhớ là trong hình hộp chữ nhật có tất cả là 6 mặt, 12 cạnh và 8 định, 4 đường chéo. 6 mặt là hai mặt trên là hai mặt đáy, trên dưới là hai mặt đáy và bốn mặt xung quanh. 12 cạnh là bốn cạnh trên, bốn cạnh dưới và bốn cạnh bên. Có nghĩa là bốn cạnh đứng. 8 đỉnh là bốn đỉnh ở phía trên, bốn đỉnh phía dưới, bốn đường chéo là nói từ đỉnh này xéo xuống dưới, đúng không? Như vậy là mình nhớ là hình hộp chữ nhật sẽ có các mặt đều là hình chữ nhật và các cạnh bên sẽ bằng nhau. Các cạnh bên bằng nhau có nghĩa là bốn cạnh đứng A phải B B phải C C phải và D D phải sao bằng nhau nha. Giờ tiếp theo mình sẽ ôn về phần hình lập phương. Hình lập phương hình số 2 ta có đây là hình lập phương A B C D A phải B phải C phải D phải. Thì cũng tương tự như hình hộp chữ nhật thì cũng có đáy dưới đáy trên, có các mặt bên, có cạnh đá, có 8 cạnh đáy A B B C C D và A D. Đúng này. A phải A, B phải B phải C phải C phải D phải và A phải B phải. Các cạnh bên chính là bốn cạnh đứng. Đúng này. Thì nó cũng giống như là hình hộp chữ nhật thôi. Giờ có các đỉnh cũng giống như kia, có các đường chéo cũng giống như hình hộp chữ nhật. Cũng có hình lập phương cũng có 6 mặt 12 cạnh và 8 đỉnh 4 đường chéo, nhưng mà có một điều đặc biệt là hình lập phương các mặt đều là hình vuông và các cạnh đều bằng nhau hết. Mình hỏi đấy chỉ đây là hai phát Đây là hai điều khác biệt giữa hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Thì hình hộp chữ nhật các mặt đều là hình vuông và các cạnh đều là bằng nhau. Có nghĩa là tất cả 12 cạnh này đều bằng nhau hết, đúng không? Tiếp theo mình sẽ ôm lại diện tích xung quanh và hệ tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Mình sẽ có hình hộp chữ nhật có 3 đây hình hộp chữ nhật. Này mình sẽ có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều dài là A, chiều rộng là B và chiều cao chính là C, đúng không? Như vậy diện tích xung quanh mình nhớ là diện tích xung quanh S xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy chính là hai lần tổng của chiều dài, hai lần của tổng của chiều dài cùng chiều rộng tất cả nhân chiều cao là gia xung diện tích xung quanh. Còn thể tích thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Còn đối với hình lập phương thì hình lập phương là 6 mặt đều là hình vuông hết và tất cả các cạnh đều bằng nhau. Như vậy diện tích xung quanh có nghĩa là diện tích của bốn mặt xung quanh mà mỗi mặt sẽ là cạnh nhân cạnh, có nghĩa là d nhân d là d bình phương. Bốn mặt như vậy là mình sẽ lấy bốn nhân cho d bình phương. Như vậy diện tích xung quanh chính là bốn nhân cho cạnh bình phương, đúng không? Còn thể tích thì mình sẽ lấy d lập phương, có nghĩa là cạnh lập phương lên là được, có nghĩa là chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng nhau hết là đan d lập phương. Giờ như là mình xong phần
Mình ôn lại phần lý thuyết bây giờ mình sẽ đến phần ví dụ. Ví dụ 1. Ví dụ 1 quan sát hình hộp chữ nhật ABCDEFGHIJK, hình số 5 và kể tên các mặt bên của hình hộp chữ nhật. Các mặt bên có nghĩa là bốn mặt xung quanh. Đúng nè. Thì mình sẽ có các bên như là A, B, N, M, B, C, B, phần M, C, D, Q, P và A, D, Q, M. Đúng nè. Đó là các mặt bên. Tiếp theo là các đỉnh của hình hộp chữ nhật thì mình sẽ có là 8 đỉnh là A, B, C, D, M, N, P, Q. Các cạnh bên có nghĩa là bốn cạnh đứng, chính là A, M, P, N, C, B, phở và D, Q. Đúng nè. Còn các đường chéo thì xuất phát từ A đến B phở là AB phở. Xuất phát từ B chính là B, Q. Xuất phát từ C chính là C, M. Xuất phát từ D chính là D, N. Đúng nè. Giờ cái này cũng dễ đúng không? Mình nhìn vô hình là mình sẽ biết được thôi. Như vậy mình xong ví dụ 1, mình sẽ qua tiếp ví dụ 2. Tiếp theo ví dụ 2 quan sát hình lập phương ABCD A phải B phải C phải D phải. Hình số 6 trong các biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai vì sao? Giờ mình xem phát biểu nào đúng nào sai nhé. Câu A là các mặt A, B, C, D, A phải, B phải, C phải, D phải, A phải, B, B, B phải, P, B, B phải, C phải, C, C, C phải, D phải, D, A, D, D phải, A phải, A đều là hình vuông. Như vậy ở đây là hình lập phương thì hình lập phương tất cả các mặt đều là hình vuông nên câu A là câu đúng này. Tiếp theo là câu B, các cạnh A phải, B, B phải, C, C phải, D, D phải bằng nhau. Các cạnh AB, BC, CD, DA, A phải, B phải, B phải, C phải, C phải, D phải, D phải, A phải không bằng nhau. Mình nhớ là trong hình lập phương tất cả các cạnh đều bằng nhau hết, nên người ta để có chữ không bằng nhau chắc chắn là câu sai. Đúng không? Tiếp theo là câu C, diện tích của các mặt bằng nhau. Mình nhớ là diện tích của trong hình lập phương tất cả các mặt đều có diện tích bằng nhau, nên mình để là bằng nhau là câu đúng. Tiếp theo là câu D, A phải B phải, B phải D, C phải A, D phải B là có đường chéo. Mình thấy là A phải B phải là một cạnh chứ đâu phải đường chéo. Như là câu D là sai. Đúng. Giờ như là mình xong ví dụ 2, mình sẽ qua tiếp ví dụ 3 nhé. Tiếp theo mình xem ví dụ 3. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD A phải B phải C phải D phải. Biết AB bằng 3 cm, AD bằng 5 cm và A phải bằng 6 cm. Giờ ở câu này thì mình sẽ áp dụng công thức là được. Diện tích xung quanh chính là chu vi đáy nhân chiều quay cao. Chu vi đáy chính là 2 lần chiều dài cộng chiều rộng. Có nghĩa là mình sẽ lấy 2 lần của 3 cộng 5. Đúng không? Giờ nhân chiều cao là A phải chính là 6 là cho kết quả là 96 cm. Còn thể tích thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao là cho kết quả không được này. Giờ tiếp theo mình sẽ xem ví dụ 4. Diện tích xung quanh của một hình lập phương là 196 mét vuông, tính thể tích của hình lập phương đó. Như vậy mình nhớ là diện tích của hình lập phương chính là 4 lần cạnh bình phương. Đúng nè. Như vậy trước hết mình sẽ gọi D đơn vị là mét, là độ dài cạnh lập phương. Do diện tích xung quanh của lập phương là 196 mét vuông nên mình sẽ có là 4D bình phương sẽ bằng 196. Giờ nhân chuyển quỹ hành chia có nghĩa D bình phương bằng 49. Mà D phải là một số lớn hơn không nên mình sẽ chọn là D sẽ bằng 7. Đúng nè. Vì mình thấy là D bình phương bằng 49 có D có thể là số dương bằng số âm. Và nhưng mà cạnh là phải dương chứ không âm được nên mình sẽ lấy số 7 thôi. Như là D bằng 7. Giờ vậy thể tích hình lập phương chính là D lập phương lên, 7 lập phương lên sẽ bằng 343 mét khối, mét vuông. Mét khối nhé, thể tích sẽ là mét khối. Giờ như giờ mình xong một phần ví dụ, mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Phần bài tập câu số 1. Câu A người ta kêu tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật hình 7A. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu A chứ.
Mình sẽ làm cộng như gì mình sẽ đi tính hệ tất trước nhé. Hình lập phương. Giờ hệ tích hình hợp chữ nhật thì mình thấy là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chiều dài là 3, chiều rộng là 2, chiều cao là 2. 3 nhân 2 nhân 2. Đúng không? Giờ 3 nhân 2 nhân 2. 3 nhân 2 là 6, 6 nhân 2 là 12. Đơn vị sẽ là cm. Khối, hệ tích sẽ là khối. Đúng không? Tương tự mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của hình hợp chữ nhật. Giờ diện tích xung quanh của hình hợp chữ nhật thì mình áp dụng công thức thôi. S xung quanh sẽ bằng diện tích xung quanh chính là chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy là hai lần tổng của chiều dài cộng chiều rộng. Chiều dài là 3, chiều rộng là 2. Tất cả nhân chiều cao là 2. Như là 3 cộng 2 là 5, 5 nhân 2 là 10, 10 nhân 2 sẽ là 20. Kết quả là 20 cm2. Diện tích sẽ là vuông đúng không? Giờ câu B thì người ta kêu mình tính hệ tích và diện tích xung quanh của hình lập phương của hình 7B. Thì hình lập phương này mình thấy cạnh là 2 cm. Vì trước hết mình sẽ đi tính hệ tích của hình lập phương. Như vậy hệ tích hình lập phương thì mình sẽ nó có cạnh cạnh ly khứ 3, có nghĩa là 2 ly khứ 3. 2 ly khứ 3 bằng 8, kết quả là 8 cm. Không. Tương tự mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của hình lập phương. Đúng nè. Giờ diện tích xung quanh là S xung quanh. Thì diện tích xung quanh sẽ là 4 lần. Diện tích xung quanh có nghĩa là diện tích của 4 mặt. Mà mỗi mặt sẽ là cạnh bình phương, có nghĩa là 4 nhân cho. Cạnh bình phương có nghĩa 4 nhân cho 2 bình phương. 2 bình phương là 4, 4 x 4 là 16, kết quả là 16 cm. Vuông. Đúng nè. Giờ như là mình xong như giờ mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 thì người ta kêu mình tính độ dài cạnh của hình lập phương, biết hệ tích của hình lập phương đó bằng hệ tích của một hình hợp chữ nhật có 3 kích thước, chiều dài là 8 dm, chiều rộng là 4 dm và chiều cao là 2 dm. Giờ như vậy bây giờ trước hết mình sẽ đi tính hệ tích của cái hình hợp chữ nhật. Hệ tích của hình hợp chữ nhật cũng chính là hệ tích của hình lập phương. Có hệ tích hình lập phương mình sẽ tính được độ dài cạnh của hình lập phương đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2. Trước hết mình sẽ đi tính hệ tích của hình hợp chữ nhật trước nhé.
Thế tích của hình hộp chữ nhật thì mình sẽ có là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 8 nhân 4 nhân 2. Như vậy 8 nhân 4 là 32. 32 nhân 2 sẽ là 64. Đơn vị sẽ là decimeter khối. Thể tích sẽ là khối. Đúng nào. Rồi, như vậy là thể tích của hình hộp chữ nhật là 64 thì thể tích của hình lập phương cũng là 64. Đúng nào. Chưa hết mà sẽ gọi. Gọi D, decimeter là độ dài cạnh của hình lập phương. Đúng không? Giờ như vậy là thể tích của hình lập phương sẽ bằng D lũy thừa 3. Đúng này. Thể tích của hình lập phương sẽ bằng thể tích của hình hộp chữ nhật luôn bằng 64. Như vậy D lập phương bằng 64. Mà 64 chính là bao nhiêu lập phương đó? Chính là 4 lũy thừa 3. 4 nhân 4 sẽ là 16. 16 nhân 4 là 64. Như vậy D lập phương sẽ bằng 4 lập phương. Như vậy mình kết luận là D sẽ bằng 4. D sẽ bằng 4 decimeter. Đúng này. Vậy mình kết luận là độ dài cạnh của hình lập phương sẽ là 4 decimeter. Đây, 4 decimeter. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Như vậy ở đây thì các em có để thêm một ý nữa là đây là thể tích của hình lập phương cũng được nha. Thầy sẽ gõ thêm một ý nữa chỗ này. Các em có thể thêm hoặc là không cũng được. Đây là thể tích hình lập phương. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta nói là người ta sẽ xếp các hình lập phương có độ dài cạnh là 2 cm để được một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước. Chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm, chiều cao là 10 cm. Họ phải dùng tất cả bao nhiêu hình phương để xếp được hình hộp chữ nhật? Nào. Như vậy ở đây người ta nói xếp các hình lập phương để được hình hộp chữ nhật. Bây giờ mình sẽ tính thể tích của cái hình hộp chữ nhật. Sau đó tính thể tích của hình lập phương này. Mình sẽ lấy thể tích hình hộp chữ nhật chia thể tích là lập phương. Là mình sẽ biết là càng bao nhiêu cái hình lập phương đâu. Đúng không? Như vậy câu 3 cũng dễ mà. Đúng không? Mình sẽ làm câu 3 được. Chứ hết mình sẽ tính thể tích của hình hộp chữ nhật chứ. Giờ thể tích hình hộp chữ nhật thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 12 nhân cho 8 nhân cho 10. 12 nhân cho 8 thì sẽ là 96, 96 nhân 10 là 960. Đơn vị sẽ là cm khối, thể tích sẽ là khối nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính thể tích của hình lập phương.
Thể tích của hình lập phương này có độ dài là 2 cm. Thì thể tích mình sẽ của hình lập phương thì mình sẽ lấy cạnh ly khừ 3. 2 ly khừ 3 thì bằng 8. Đúng nha. Như kết quả là 8 cm khối. Ở đây thì các em có thể để V1, V2 để phân biệt cũng được nha. Bây giờ mình sẽ tính số lập phương cần dùng. Số hình lập phương cần dùng này. Như vậy mình sẽ lấy 960 mình sẽ chia cho 8. 960 chia 8 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. 9 chia 8 được 1. 8 9 chia 8 còn dư 1. Hạ 6 16, 16 chia 8 được 2. Kết quả là 120 hình. Đúng rồi. Như vậy ở đây mình cần là 120 hình lập phương để xếp được cái hình hộp chữ nhật này. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta cho hình hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy như là hình số 8. Thì mình sẽ quan sát đây là cái hình hộp chữ nhật A, B, C, D là mặt đáy phía dưới. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là mặt đáy phía trên. Diện tích của các mặt A, B, C, D, B, B phẩy, C, B, B phẩy, C phẩy, C và C, C phẩy, D phẩy, D là 2 cm vuông, 6 cm vuông và 3 cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Giờ như vậy mình sẽ làm câu này như sau nha. Bây giờ mình sẽ gọi các kích thước của mình sẽ gọi chiều ra, chiều rộng, chiều cao. Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là như mình sẽ có là mình sẽ có cạnh AB sẽ bằng A cm. Tiếp theo cạnh AD sẽ bằng B cm. Và tiếp theo mình sẽ gọi AA phẩy sẽ bằng C cm. Có nghĩa là chiều ra, chiều rộng, chiều cao của cái hình này. Đúng này. Như vậy mình sẽ có kích thước là chiều ra, chiều rộng, chiều cao. Bây giờ mình sẽ đi tính thể tích. Thể tích của hình hộp chữ nhật là chính là A nhân B nhân C. C, đúng này. Giờ trước hết mình sẽ có diện tích của mặt ABCD. Diện tích của mặt ABCD chính là chiều ra nhân chiều rộng, có nghĩa là A nhân B sẽ bằng 2 cm vuông. Đúng này. Diện tích mặt ABCD là
S1 sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng là A nhân B. A nhân B người ta cho là 2 cm vuông, đúng không? Tiếp theo là diện tích của mặt BB phẩy C phẩy C. Như vậy thì diện tích mặt B phẩy C phẩy C thì mình sẽ lấy đây là hình chữ nhật thì mình sẽ lấy đây là P, B nhân C, đúng này. B nhân C. BC chính là P. BC sẽ bằng AD, đúng không? Cũng chính là B nha. Giờ còn BB phẩy sẽ bằng A phẩy, chính là C. B nhân C thì chính là 6 cm vuông. Đúng này. Ở đây là người ta cho 6 này. Tiếp theo diện tích mặt C phẩy D phẩy D. D phẩy D này. Như vậy là mặt C phẩy D phẩy D thì cạnh này chính là A và cạnh này sẽ là C. Chính là A nhân C hoặc là C nhân A cũng được, đúng không? A nhân C. Người ta cho là 3 cm. Giờ C ra. Như mình sẽ lấy ba cái này nhân nha. S1 nhân S2 nhân S3. Như vậy sẽ bằng AB. A nhân B. Nhân B nhân C. Nhân A nhân C. Sẽ bằng 2 nhân 6 nhân 3. 2 nhân 6 sẽ là 12, 12 nhân 3 là 36. Giờ như vậy mình thấy đây là A. A nhân A là A bình phương, B nhân B bình phương, C nhân C, C bình phương. Có nghĩa là A nhân B nhân C tất cả bình phương. Sẽ bằng 36. Như vậy ở đây mình suy ra là A nhân B sẽ bằng như là 36 thì chính là 6 bình phương. Có nghĩa là A nhân B nhân C sẽ bằng 6. Đúng này. A nhân B nhân C sẽ bằng 6. Bình phương lên sẽ bằng 36. A nhân B nhân C chính là thể tích của hình học chữ nhật. Đúng này. Vậy mình kết luận là thể tích của hình học chữ nhật chính là 6 cm. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Bài hôm nay khá dài nên thầy sẽ chia làm 2 tiết nha. Video này là tiết 1, thầy sẽ làm tiết 2, video tiết 2 vào ngày hôm sau nha. Các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng gì hãy bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem.
Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.